Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8 năm 2014, Tòa án Đồng Tháp đã xét xử và tuyên án đối với 3 bị cáo tội gây rối trật tự công cộng, vi phạm luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong ngày hôm đó, trong website của Đại sứ quán Hoa Kỳ xuất hiện bản tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về vấn đề này. Hôm nay, ngày 27 tháng 8 năm 2014, tôi cũng có một bản tuyên bố như sau. Tuyên bố 7 điểm của Trần Nhật Quang về tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ bênh vực tội phạm hình sự bị kết án ở Đồng Tháp. 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước độc lập, có chủ quyền toàn vẹn, kể cả chủ quyền về hiến pháp và luật pháp. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không can thiệp vào hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 3. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ủng hộ sự phát triển không ngừng, quan hệ toàn diện và đối với lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trên cơ sở độc lập, hữu nghị, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. 4. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không can thiệp chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Barack Obama và chính phủ Hoa Kỳ. 5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không đánh đổi điểm 3 của bản tuyên bố này và Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng như vũ khí sát thương bằng mọi giá. 6. Tuyên bố ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Đại sứ quán Hoa Kỳ bênh vực tội phạm hình sự Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh là xâm phạm điểm 1, phá hoại điểm 3 và điểm 4 của tuyên bố này. Đồng thời là hành vi đặt 3 tên tội phạm đè lên quyền lợi của 100 triệu nhân dân Việt Nam và 500 triệu và 300 triệu nhân dân Hoa Kỳ, đè lên quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi của chính phủ hai nước. 7. Trần Nhật Quang một lần nữa nhắc nhở Đại sứ quán Hoa Kỳ rằng đã vi phạm hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì dù có bạo lực như cướp, hiếp, giết hay ôn hòa như trộm cắp, lừa đảo, buôn lậu, cờ bạc thì bạo lực hay ôn hòa cũng phải bị trừng trị nghiêm minh và đích đáng như nhau. Yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ không sử dụng ngụy từ ôn hòa để lừa bịp và can thiệp thô bạo vào chủ quyền hiến pháp và luật pháp của Việt Nam nữa. Hết tuyên bố. Thưa quý vị, tôi có nhờ một số bạn trẻ chuyển giúp tôi cái bản tuyên bố này đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Chúng cháu rất cảm ơn bác vì đã tin tưởng và kỳ vọng của chúng cháu. Tuy nhiên thì chúng cháu có một câu hỏi nhỏ là liệu bản tuyên bố này có ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ không ạ? Các cháu yên tâm, cái bản tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ là bác đã được đọc
trước khi nó đăng lên website của Đại sứ quán Hoa Kỳ, và bạn cũng nhất trí. Đồng thời, tinh thần và nội dung cái bản tuyên bố của bác thì bác cũng đã nói trước với họ, và họ cũng nhất trí để lừa, giả vờ với nhau cả thôi, để bịt mồm những cái nghị sĩ, hạ nghị sĩ của Hạ viện Hoa Kỳ chống Cộng, chống Việt Nam, cũng như là để chọc cho cái bọn chống Cộng nói tiếng Việt trong nước cũng như trên toàn thế giới, cho chúng hí hửng, nhăn răng, vỗ tay mà thôi. Các cháu yên tâm. Vâng, chúng cháu đã hiểu ạ. Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức để chuyển bản tuyên bố này tới Đại sứ quán Hoa Kỳ ạ. Rồi, cảm ơn các cháu.